Rồi mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Bây giờ thì mời hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Xin chào bạn nữ, em tên là Phạm Văn Phước. Em sinh năm 1989, em đến từ Lâm Đồng. Nghề nghiệp của em hiện tại đang là giáo viên cấp 2. Dạy môn gì em? Dạ, em dạy môn địa lý ạ. À, xuống đây ghi chương trình thôi, còn từ trên Lâm Đồng đi xuống. Dạ vâng ạ. Rồi, mời em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Bùi Thị Hồng. Năm nay em 31 tuổi. Em đến quận Bình Tân, quê của em là Thanh Hóa. Em đang làm nghề kế toán và quản lý cho công ty của gia đình nhà. Âm chính luôn vậy, hai bạn bằng nhau. Dạ. Giờ trước tiên hỏi hai bạn nè, yêu xa thì em có ngại không? Em thấy như thế nào? Nếu như mà tâm đầu ý hợp rồi đến với nhau một cách chân tình thì em nghĩ là cái khoảng cách không là vấn đề. Nhưng làm sao biết tâm đầu ý hợp? Bây giờ xa như vậy rồi mỗi lần hẹn hò làm sao? Rồi bao lâu mới gặp nhau một lần? Có thể là một tuần, có thể là hai tuần, hoặc có thể là một tháng. Em có bà con, cô bác hay quen biết ai với thành phố này không? Hiện tại thì có em của em. Ở thành phố này có một người thôi, một em gái thôi. Dạ, em gái và một em trai út nữa thì cũng đang làm kế toán ở trên này. À, kế toán luôn ha, cũng trùng với nghề của bên đây. Vậy là cũng lâu lâu sẵn xuống thăm em út luôn ha. Và thăm bạn gái luôn. Tôi cố gắng nói chứ một tuần thì đi không nổi đâu. Hai ba tuần ráng đi một lần hoặc tối thiểu một tháng cũng thăm một lần. Thì mình thăm vài lần vậy mình mới rút ngắn thời gian rồi mình mới tâm đầu ý hợp được ha. Thế còn em sao? Em có ngại yêu xa không? Mình hợp thì mình trao đổi qua tin nhắn, rồi mình có thể gọi video call. Rồi mình khi nào mình có thời gian thì mình xuống thăm nhau thôi chị. Rồi, thăm nhau thôi. Thăm nhau thôi, bây giờ thí dụ như là ảnh xuống đây ảnh thăm em hoài nào, lâu lâu thí dụ như ảnh bận quá hay ảnh bệnh gì đó, em có sẵn sàng đi lên tới trên đó Lâm Đồng em thăm ảnh không? Dạ có chứ chị, phương diện là hai người đã là thân thiết với nhau thì mình nên thăm hỏi nhau. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì vui tính, hòa đồng, rồi biết công việc gia đình, yêu thích trẻ con, quan tâm đối phương ạ. Rồi còn những cái hạn chế, những khuyết điểm? Hạn chế thì em hơi nóng tính, mỗi người cũng chưa được hoàn hảo lắm. Ví dụ khó tính bản thân là khó tính cụ thể như thế nào? Nếu em không là hoàn thành công việc hoặc là gặp một trục trặc nào đấy thì mình cảm thấy lúc nào cũng cứ rất là khó chịu trong người, không đạt được mục đích thì nó cũng không được vui, đặt mục tiêu hơi cao. Rồi thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Là em có thể chơi tốt được nhiều môn thể thao. Ví dụ? Ví dụ như bóng đá này, cầu lông này, đá cầu, rồi bóng chuyền. Rồi em có thể chơi được một số môn thể thao trí tuệ, ví dụ như là cờ tướng hoặc là cờ vua. Điểm yếu? Điểm yếu của em thì nhiều khi cũng hay không vui, rồi cũng hơi về khuya một tí. Thì thường là bị mẹ la. Bị mẹ la nữa hả? Dạ vâng ạ. Trời ơi, đi chơi mấy giờ về là bị mẹ la? Thì bởi vì là có thể là mẹ lo là đi đường xa rồi vân vân. Rồi ví dụ giờ có bạn gái thì em nghĩ em có phải là người lãng mạn không? Cũng có nhưng mà ở mức vừa phải thôi chị. Rồi em khó tính, rồi trong tình yêu em có khó tính không? Trong tình yêu thì tại vì em cũng chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào hết. Theo kiểu là chính thức là yêu đương ấy, còn nếu mà tìm hiểu thì cũng là nhiều. Có hôn bạn trai chưa? Chưa luôn. Dạ. Có nghĩa là mới tìm hiểu sơ sơ, kiểu gặp nhau rồi vậy thôi. Dạ. Rồi bây giờ nếu mà mình cảm thấy mình thích ai đó, mình phụ nữ thì không cần là mình đúng tấn công. Nhưng mà em phải bật đèn xanh cho người ta thì người ta mới tới. Em có sẵn sàng chưa? Có chứ, bây giờ tầm tuổi này nói như câu vẫn hay nói là tầm này thì còn gì là liêu xì. Còn gì là liêu xì. Còn gì là liêu xì. Trời ơi, nói gì thôi, đùa thôi chứ. Dạ. Ngày xưa đúng mà 30 rồi là thấy là ở nhà là dạ, sốt vó rồi ha. Ba mẹ bây giờ là cũng gọi như là đưa chàng nào là ba mẹ đồng ý thôi. À dạ, dạ. Rồi vậy ba mẹ có đưa ra cái chuẩn là không, như ba thế mẹ nào? Ba mẹ cũng khó tính, miễn là sao mình sống hạnh phúc, còn do con gái tự chọn. Rồi tình trường em sao? Dạ, thì tình cảm chỉ là ở mức thoáng qua thôi chị. Cái thời mà học sinh, rồi sinh viên á, thì lúc đó thì nhà em thì cũng khó khăn. Rồi ngoài thời gian rảnh thì em đi làm thêm, rồi sau này á thì đi xin việc, thì có việc làm rồi á thì ban ngày thì đi dạy, rồi buổi tối á thì em lại rồi nghiên cứu bài vở, rồi nghiên cứu tổ chức các hoạt động cho học sinh. Còn cuối cùng là chưa có mối tình nào hết. Dạ, có thể nói là vậy chị. Trời đất ơi, hai người này có giống nhau dữ vậy trời. Năm sinh cũng như nhau, em là trong nhà là thứ mấy? Dạ, em thứ hai à. Thứ hai. Có anh cả nữa, xong rồi tới em là thứ hai. Còn em là thứ mấy, con thứ mấy trong gia đình? Em là thứ ba, ngoài Bắc thì gọi là thứ ba, còn ở trong Nam mình gọi là thứ tư. Cũng là cả là hai rồi ba. Dạ đúng rồi. Trời ơi sao hai người này giống nhau dữ vậy. Bên đây thì là hai người sinh cùng năm với nhau,
Rồi bên đây chưa có mảnh tình nào. Thôi phụ nữ tôi không nói đi. Bên đây đàn ông mà cũng không có mối tập mảnh tình nào là sao? Chết rồi, rồi bây giờ rồi ví dụ như yêu đương rồi có kinh nghiệm không? Dạ, rồi làm sao mà tấn công phụ nữ, làm sao mà chăm sóc cho người ta được tiến tới hôn nhân? Rồi biết làm gì không? Có hôn lần nào chưa? Dạ chưa chị ạ. Chưa luôn? Dạ. Rồi biết hôn không? Chị hỏi khó quá. Đâu có, chị hỏi thiệt đó, chị lo cho em chị mới hỏi. Dạ. Chứ đâu có hỏi khó. Có ai coi phim ảnh tình cảm đồ này kia không? Dạ có chị. Có. Rồi mình nghĩ là mình khi mà mình có vợ mình có làm được không? Có bạn gái mình có làm được không? Dạ em nghĩ là làm được. Em nghĩ là làm được. Em nghĩ là làm được. Chà, cặp đôi này chắc tôi phải đặt camera theo dõi quá để coi có tiến trình yêu đương sẽ diễn ra như thế nào. Thôi được rồi, coi như cả hai còn trong trắng trinh nguyên. Em muốn tìm một người bạn gái, một người vợ tương lai là người như thế nào? Thì em cũng không có đặt nặng vấn đề về ngoại hình cho lắm, nhưng mà cũng rất là mong muốn có một cái người bạn là biết đặt mình vào vị trí của người khác. Để thông cảm, để chia sẻ, để ứng xử với mọi người vừa có tình, vừa có lý. Ế quá, không có tiêu chuẩn luôn. Bậy, nói vậy thôi chứ mình cũng có mong muốn thích à cao hay thấp, mập hay ốm, trắng hay đen, tóc dài hay tóc ngắn, thí dụ vậy. Dạ em thích này, cái mẫu người mà giống như chị Cát Tường vậy ạ. Trời ơi, cảm ơn em nha. Vậy là được đó, em cũng biết nói chuyện lắm. Vậy là cô gái được nha, đừng lo nha. Rồi thế còn em sao? Ưa nhìn, cao ráo một chút, nói là có chí tiến thủ, tâm lý một chút. Ý là nếu mà có đi nhậu thì cũng chỉ là về ừ thì thôi, nhậu xỉn rồi về đi ngủ thôi. Đừng có càng ràm hay gì là em cũng có tính có em nóng không chịu. Có hay uống bia gì không? Dạ cũng thỉnh thoảng nhưng mà không có uống nhiều. Mà cũng nếu mà uống thì cũng đi ngủ liền hoặc là chứ không có lầy vậy ạ. Nhưng mà tôi hỏi nè, đưa để bàn tay lên đây coi. Dạ. Làm gì mà tay dài thòn, để móng tay dài thòn vậy? Dạ thì em có tập luyện guitar chị, nên phải để một bàn tay ngắn tay thì muốn tay dài. Hết hồn hết vía. Trời ơi, hôm nay muốn tay dài sọc à. Nè, đưa cái bàn tay qua đây, chồm lên đưa qua cho cổ coi, cô kiểm tra tay đó, móng tay dài sọc gì đó. Sau này hai người mà có yêu nhau và yêu cầu cắt móng tay thì anh có cắt không ạ? Bây giờ trước khi yêu cầu, bây giờ anh sẽ đàn cho em nghe một khúc. Khích lệ tinh thần anh. Vì anh thương em như thương cây bàn non, hãy nhớ anh làm sao nó. Sao em? Giờ có sao? Tài có tài hả? Yeah. Có tài mà có móng tay. Rồi đây bây giờ mình sẽ xem hình để mình đoán người nha. Ảnh ở trọng đó, em coi anh cầu thủ nào em ưa. Em đoán được rồi chị. Đâu? Ghê vậy, đoán được rồi luôn, em thèm gợi ý luôn hả? Đây. Sao tự nhiên chọn người đó? Vì em có quan sát thấy chiếc kính ở bên kia mà trong đội này không ai đeo kính, chắc là đoán được. Phải không? Không, đi coi trời, cái hình nhỏ xíu tôi không thấy luôn á. Hay quá ha, rồi để tôi coi có phải không. Cô nào, có một gợi ý gì cho anh ta không nè? Tóc ngắn đó nhỉ? Trời ơi, bốn người cũng ngang ngửa nhau đó. Rồi thôi tự lựa đi. Chắc em chọn cô này. Tại sao chọn cô đó? Chắc em có cảm nhận như vậy chị. Cảm nhận như vậy phải không? Dạ. Rồi bây giờ đợi, bây giờ chị Tường mở cửa trái tim này ra, hai bạn xem cái cảm nhận của mình có đúng không nha. Trời. Chào em. Dạ. Đúng không em? Mình đoán đúng không? Em nghĩ là đúng. Anh đem mắt kiến đúng không em? Dạ không phải. Không phải. Chị thấy hình nó mờ lắm mà, nhưng mà chị nghĩ không phải. Bé quá chị ạ. Đâu, hỏi cảnh cho anh nào. Chắc là anh này. Phải không em? Dạ đúng rồi. Đúng rồi hả? Trời nhìn hay quá vậy. Rồi em giờ em nhìn ra cổ chưa? Dạ rồi. Đâu? Cô nào? Không có cô này chị. Đó, bởi vậy đó, cô kia là trợt quật rồi. Trợt quật rồi, không có đúng rồi. Thôi, hai bạn đều sai ha, huề ha. Anh có món quà nhỏ tặng. Dạ, em cảm ơn.
Trời ơi. Ủa sao tới hai món quà dữ vậy em? Gửi anh món quà. Cái quà đó là một cuốn sách cho chị. Rồi tặng anh quà gì vậy em? Em tặng một cái viết. Có ý nghĩa gì? Sao biết ta thầy giáo mà tặng viết? Tại vì đi mua đồ cho học sinh rồi xong rồi mua luôn cho tặng quà luôn. Vì ủa em cũng có học sinh đó hả? Cháu ạ, cháu là để dạy kèm á chị. Tại vì là em kèm trẻ cháu ở nhà để học thêm. Nhưng ai ngờ đâu trùng khớp ha. Ta là thầy giáo cũng cần viết ha. Rồi, bây giờ ăn trưa. Mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Maria Sài Gòn. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn có tên gọi là sò điệp đúc lò ha. Món ăn này là một sự kết hợp hài hòa của vị sò điệp tươi ngon, rồi dai giòn đặc trưng cùng với vị béo của phô mai, tạo nên một món ăn mang phong cách châu Âu rất là hấp dẫn. Vừa ăn nhưng mà nhớ vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Anh mời em ăn trưa. Cảm ơn anh ạ. Thì em làm công việc của em có áp lực không? Cũng áp lực, bởi vì là khi mà nếu mà vào đợt hàng gấp ấy, thì mình sẽ phải làm rất là nhiều đơn hàng. Còn bên này anh thì dạy về giáo viên đúng không? Thì mình có áp lực về việc dạy học không? Cũng có nhiều cái áp lực lắm em. Mình có chủ nhiệm lớp không ạ? Anh thì có chủ nhiệm. À thế ạ. Anh mà thường không đói là thường không ăn. Cũng hơi sống nguyên tắc đúng không anh? Không, anh thì không nguyên tắc gì hết. Thế ạ. Em thì thích các môn thể thao nhưng mà ít tham gia bởi vì mình cũng không có giỏi lắm. Anh có sở thích gì ngoài bóng đá hay thể thao gì đâu, đi du lịch nữa. Anh đã đi được những đâu rồi? Đi ở Nha Trang nè, rồi Đà Nẵng. Chứ trẻ bây giờ là thích đi phượt ấy. Anh đi phượt chưa? Đi phượt thì cũng có một hai lần. Mình có đi bằng xe máy không hay là đi? Thường đi bằng xe máy. À đúng rồi. Em thì không đi phượt, chỉ đi du lịch thôi. Đi theo công ty rồi đi theo bạn bè, chứ không đi phượt. Tiếp người phụ nữ của anh thích là như thế nào? Thì anh cũng không có đặt nặng cái ngoại hình cho lắm. Rồi chung thủy, rồi biết cách ứng xử. Rồi bây giờ để chị hỏi cho vài câu chứ để thôi hai bạn không biết em hỏi gì. Em toàn hỏi anh ấy không hỏi. Không, chị ở ngoài chị nghe em muốn hỏi gì chứ. Bây giờ chị hỏi nè. Ví dụ bây giờ mà tìm hiểu nhau mà hợp thì em nghĩ là quen bao lâu tiến tới hôn nhân? Tùy vào bạn nữ nữa. Tại vì chuyện hôn nhân là phải do bạn đàn ông. Khoảng 1-2 năm nữa chị. Mình chủ động chứ là bạn dạ. Gái đâu cầu hôn mình được. Dạ, đúng không? Rồi. Em có thí dụ như là lấy ảnh là đi lên trên chỗ của ảnh ở đó thì em có đồng ý không? Nếu mà bọn em thích nhau thật rồi cưới nhau thì đi đâu cũng được chị. Em cũng phải theo chồng thôi. Bởi vì nếu mà hai người hai nơi mà chị đâu có được quen nhau hai người hai nơi chứ lấy nhau sao hai người hai nơi được. Mình sinh con đẻ cái nữa. Giờ giả tỷ ví dụ như lúc đó là bạn gái của em muốn em xuống thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp thì em có đi không? Giờ hiện tại thì do công việc của em trên đó, rồi em sống với bố mẹ nữa và rất là nhiều công việc nữa thì em nghĩ là nếu mà lên trên đây thì cũng hơi khó. Nên là vẫn mong muốn là lập nghiệp ở trên Lâm Đồng của mình phải không? Dạ đúng rồi. Nãy Tường ra ngoài có hỏi thăm mà biết hôm nay em đi theo là có em trai em đi theo nữa phải không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ chị mời em trai của em vào đây để chị hỏi thăm vài thông tin coi sao nha. Vô đây em trai ơi. Rồi vô đây cưng. Dạ. Nãy giờ đứng ở ngoài có nghe hai anh chị nói chuyện nhau không? Dạ có chị. Rồi giờ trước tiên nãy giờ em nghe thấy anh trai mình nói về ảnh như vậy, còn điều gì mà anh chưa kể cho chương trình nghe không? Anh trai của em ở nhà thì em thấy ảnh ít nói. Nhưng mà ở ngoài thì không biết sao chắc nói nhiều hơn. Em là năm nay nhiêu tuổi? Em 22 chị. Có bạn gái chưa? Dạ có rồi. Tại sao em có rồi mà anh em chưa có? Cái đó là do anh em chứ phải cho em là chắc chưa có duyên chị. Anh có phải là người khó tính không hay là tính tình anh có điểm xấu nào không? Anh cũng bình thường chứ không có khó gì. Về nhà có phụ việc nhà không? Dạ có chứ chị. Có khi nào la em rồi này kia gì không? Dạ cũng có chứ, anh là anh trai mà. Lâu lâu nếu em làm không tốt thì anh cũng hơi la. Rồi dạ. Không có thật xấu gì hết hả? Dạ chắc không chị. Chắc không? Dạ. Rượu chè bê tha hút thuốc hút đồ này kia. Dạ không, anh không có hút thuốc, chỉ lâu lâu uống rượu với bạn bè thôi. Dạ. Lâu lâu thôi phải không? Dạ đúng rồi. Rồi thế bên này em nhìn thấy chị gái này thì em nhận xét chị như thế nào? Và em thấy là hai anh chị có xứng đôi với nhau không? Dạ em thấy chị gái này nhìn cũng dễ ưa nhìn vậy. Dạ chắc là nghĩ là xứng đôi vậy. Dạ. Rồi bây giờ đến tới chương trình rồi, giờ em có lời gì em muốn nói với hai anh chị đi, hay là em chúc hai anh chị cái gì cho nó xôm lên coi. Đến với chương trình này thì em chúc cho anh chị sẽ tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu được và
sớm đi đến kết hôn vì ở nhà bố mẹ rất là trông ngóng. Dạ. Nhưng mà bây giờ trường hợp anh chị đặc biệt lắm. Dạ. Em nói một câu khích lệ, hay là em có bạn gái rồi em có kinh nghiệm hơn nè. Thì em nghĩ là anh phải cố gắng chủ động thêm, lâu lâu phải lên thăm chị. Đúng dạ. rồi. Ủa em ở đây hay ở trên? Em ở thành phố này. À dạ. là bây giờ xuống về là ở chung với em đó dạ, không? Đúng rồi. Rồi ok, vậy rồi cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, đó cái đó là ý kiến em trai thôi. Anh phải chủ động hơn thêm để mình thua em Út rồi. Nó mới 22, nó có bạn gái rồi. Mà mình 30 mà chưa có bạn gái, buồn ghê. Kể 3 điều bạn thân từng vấp phải trong tình yêu mà bạn đã từng. Cho em bóc câu khác đi. Đây có còn có 2 câu này của bạn nữ thôi à. Mà em chưa yêu làm sao mà em kể cái này ra được chị? Kể từ từ cho em suy nghĩ một tí nữa. Trời ơi thầy giáo ơi, suy nghĩ nhanh đi nè. Cũng phải có chứ, chẳng lẽ 30 tuổi mà chưa có thích ai, chưa có rung động với ai. Mình đã từng làm chuyện gì? Ví dụ mình về mình thầm yêu nhớ trộm cổ, mình trồng cây si trước nhà cổ, hay về mình viết nhật ký, hay mình đã buồn mình đi trong mưa. Thí dụ vậy, dài cái trường hợp. À em hiểu cái này. Hiểu rồi phải không? Trời ơi thầy ơi. Bây giờ em mới hiểu này. Trời ơi rồi. Lên Zalo kết bạn. Có làm gì đặc biệt trên Zalo không? Dạ, nhắn tin làm quen. Với một cô hay nhiều cô? Dạ, với một cô. Một cô? Ủa, đáng lẽ lên Zalo thả thính vậy là phải dính chứ sao không dính? Đã gặp mặt ở ngoài đời chưa? Dạ, có chị. Có gặp luôn mà cũng không dính luôn. Dạ vâng, em mời đi cà phê. Hết rồi đó hả? Tình yêu như đó rồi, thôi hả? Em nghĩ tới bạn ấy. Em kể xong 3 điều rồi đó. Vậy thôi đó hả? Dạ, vậy đó. Trời ơi, đúng là những người này mà hỏi tình yêu sao nó nhạt nhẽo quá vì chưa có kinh nghiệm gì hết trơn hết trời. Nói chuyện em nè, đừng cười, ta em cũng vậy luôn đó. Hãy tưởng tượng đang đứng trước quan viên hai họ, mỗi bạn hãy nói với gia đình mỗi bên để chấp nhận mình là dâu Thảo, rể Hiền. Mình ví dụ làm cái này cái coi đó, quan viên hai họ. Bây giờ em tưởng tượng trước nè. Khoác tay vô. Thôi đứng sát thì anh khoác nó cứ kỳ kỳ thế nào. Rồi nói đi, không thì nắm tay cũng được. Rồi nắm tay cho nó có động lực. Chào chào hai bác. Cháu với anh ấy có tìm hiểu một thời gian, cháu cảm thấy bọn cháu cũng hợp nhau. Mong hai bác tạo điều kiện để chúng cháu đến được với nhau. Hai cháu quen nhau lâu chưa? Cháu với anh ấy quen được 1 năm rồi ạ. 1 năm rồi. Dạ. Cháu tên gì? Cháu tên Hồng bác. Tên Hồng. Dạ. Rồi. Suy nghĩ chưa? Dạ rồi xong. Rồi nắm tay. Nếu như mà được hai bác đồng ý thì con hứa sẽ cố gắng sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho em. Con quen với em nó lâu chưa? Dạ, quen được 50 phút kìa. 50 phút kìa. 50 phút kìa. Trời ơi. Gì mà quen 50 phút gì à. Rồi em nó tên gì con nhớ không? Quên tên em nó rồi. Bồ gì. Rồi hai đứa quen nhau nè. Bây giờ cô, bác hỏi con nè. Hai đứa quen nhau con nói cả năm rồi phải không? Dạ. Rồi lý do là sao mà hôm nay dắt về đây đặng mà ra mắt hai gia đình? Dạ bọn con thì cảm thấy tình yêu nó cũng đủ chín chắn thì ra mắt bác. Còn nếu mà chưa cảm thấy chín chắn thì con không dám ra mắt. Hai đứa đã đi cái gì quá, vượt quá giới hạn chưa? Chưa. Rồi con sao con? Sao để bạn gái nói không, con không nói gì trơn vậy? Dạ con hồi hộp quá. Con hồi hộp hả? Dạ. Rồi con đã sẵn sàng để kết hôn chưa? Dạ sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi ha. Rồi con về chỗ rồi con ngồi con hỏi tên bạn gái con đi nha. Trời ơi, nói chuyện một buổi trời không nhớ tên bạn gái rồi đi đâu vô đó vậy ông? Dạ tại lúc lúng túng quá vậy chị. Rồi ngồi xuống giờ hỏi tên coi bạn gái tên gì nè, hỏi lại rồi để lịch sự nè. Hỏi nãy giờ anh xin lỗi em tên gì? Anh xin lỗi em biết em tên gì? Em tên Hồng. Tên Hồng. Mình nhớ tên ảnh không? Cũng quên luôn rồi chị. Thì hỏi luôn đi chứ còn anh gì? Tên gì ơi? Anh tên Phước. Bây giờ là nhớ chưa? Hỏi rồi là phải nhớ nha. Dạ. Tên Hồng với tên Phước. Dạ. Rồi bây giờ nè, chị cho hai bạn nhìn nhau một chút xíu nữa, 30 giây nữa. Yeah. Bạn trai hơi rụt rè ha. Sau cái lần gặp mặt nãy khi mà chị mở cửa trái tim này ra, lần đầu tiên hai bạn gặp nhau thì cảm xúc của mình như thế nào? Mời bạn trai nói trước. Mới lần đầu gặp mặt á thì anh cũng không dám nhận xét gì. Nhưng mà anh có ấn tượng á là em là người dễ thương, dễ mến, cảm thấy rất là gần gũi. Nếu như mà em cho anh cơ hội á thì anh hứa anh sẽ cố gắng sẽ làm cái chỗ dựa vững chắc cho em. Em thì cảm nhận với anh thì thật thà, cũng hơi sống nguyên tắc một chút. Em nghĩ là mình cũng nên tìm hiểu nhau. Còn là duyên số thì sẽ là
về sau tính mình có hợp nhau hay không. Yeah. Ra gì chị Tường cho nói ý kiến của mình ha. Bà Mai hôm nay cũng có một đôi lời trước khi đưa ra quyết định. Thì đây là cái nút bấm này, nút bấm để mà tiến tới tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, yeah. Chứ không phải nút bấm kết bạn, yeah. Nãy giờ chúng ta có ít phút nói chuyện với nhau, mặc dù ít nhưng mà cũng đủ để chúng ta đo được cái cảm xúc của mình. Bạn gái nói em là hơi nguyên tắc, chị thấy cũng đúng. Này chị chỉ cho em một cái lời khuyên thôi, yeah. Bạn nữ thì ok không sao, yeah. Mình nam mình phải là quyết liệt hơn một chút, yeah. Trong công việc của em một người nghề giáo là em, à, gọi là đâu đó giống như là phải có đề cương sẵn nha, lên lớp phải soạn bài rồi sẵn, đó là nguyên tắc rất, yeah. Đúng. Nhưng trong tình yêu có những cái nó cái gì đó phải bất ngờ, có những cái nó theo cảm xúc, có những cái mình cứ để cho cái cảm xúc mình nó tuôn ra, lúc đó mình muốn làm gì mình làm cái nấy, chứ mình cứ ghìm mình hoài, mình phải suy nghĩ để mình làm sao cho nó chỉnh chu, mình suy nghĩ mình làm sao cho nó đúng, đôi lúc nó lại mất đi cái hay của cái cảm xúc. Tại khi em dùng lý trí em suy nghĩ nhiều quá, em sắp xếp thì nó mất đi cái cảm xúc chân thật. Thí dụ lúc đó em rung em cứ rung, em vui sướng thì em cứ cười, em đau khổ thì em cứ khóc, chứ đôi lúc em cứ ngại cha không biết khóc vậy, đủ như có học trò nào nhìn thấy rồi nó cười mình hay là cái gì cái nọ thì nó không phải là tình yêu. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Cảm thấy rất là gần gũi. Nếu như mà em cho anh cơ hội á, thì anh hứa anh sẽ cố gắng, sẽ làm cái chỗ dựa vững chắc cho em. Em nghĩ là mình cũng nên tìm hiểu nhau. Không mạnh hơn nữa em, mạnh hơn nữa. Rồi. Em thấy những điều chị Tường nói vậy đúng không? Dạ. Với lại mình là phụ nữ cũng vậy. Bây giờ thời buổi này giống nãy em nói câu gì, từng tuổi này rồi, sĩ diện gì nữa. Coi như nếu mà cảm thấy ưng anh này được, đạo đức hạnh kiểm, ngoại hình, vóc dáng, thí dụ mọi thứ hợp với mình, thì đôi lúc anh có nhát quá thôi mình cũng kệ, bật đèn xanh cho anh chút xíu đi nha. Dạ. Chứ chờ ổng là chắc cũng hơi lâu á. Dạ. Rồi mời hai bạn qua đứng bên đây ạ. Bây giờ mới là chính thức nắm tay nhau nè, cái này là nắm tay nhau tình yêu nè, hồi nãy là diễn kịch thôi nha. Dạ. Rồi kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa, mời hai bạn hôn nhau một cái. Đây. Chị tên là Mai. Có một vài liên tập đỏ thì chút đỏ sẽ được không? Rồi thì trước mắt thì chị sẽ có 5 phút giới thiệu về bản thân của mình, họ tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, sức mạnh, niềm tin của mình. Thì chị cứ chủ động chia sẻ ha, có những cái gì nữa thì em sẽ hỏi chị thêm ha. Dạ, rồi em mời chị. Chị sinh năm 84. Nguyên quán thì là em Huế. Em chị. Là Lê Hoàng Mai, năm 84. Nguyên quán thì là ở Huế, còn sinh ra lớn lên ở Hà Nội, và định cư ở Sài Gòn. Điểm mạnh thì có lẽ là cũng chăm chỉ chịu khó, kiểu làm việc nhà, phấn đấu với sự nghiệp. Nghĩa là ngày trước thì chỉ có làm một ngân hàng trong chị vô Sài Gòn để đặt đơn, bên tài chính, công ty tài chính Úc. Rồi bây giờ thì chị làm cho chị đi dạy ở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Thì bởi vì là nhiều lúc trong một quá trình đi làm ngân hàng với cả công ty tài chính thì thấy nó rất là đau đầu, vì thấy nó không phù hợp với mình, nên là chị muốn tìm một công việc mà mình sẽ giúp ích cho xã hội nhiều hơn. Và chị thấy rằng khi bước chân vào giảng đường, hướng dẫn các bạn quản lý học và có những phương pháp nó thực tế, thì chị thấy nó có ý nghĩa hơn. Cảm giác là mỗi khi đi làm là thấy muốn bước chân đến trường hơn là ngày xưa. Là nhiều lúc đi làm cảm thấy rất là mệt mỏi. Điểm yếu thì nhiều lúc chị không phải đứa khéo ăn khéo nói, kiểu như là tại vì là chị có kiểu học hành với cả
lo lắng cho sự nghiệp ấy, nên nhiều lúc chị thấy cái cách cư xử mà kiểu làm sao ta nghĩ là khéo cho kiểu nữ thì chị thấy ở đấy là cái điểm mà mình chưa được khéo. Nhiều lúc mình vẫn còn chút hơi bồng bột đó, chị thấy đó là những cái khuyết điểm mà chị nghĩ là chị cần về thay đổi. Bồng bột là như thế nào, chị có thể nói rõ hơn cho em biết không? Ví dụ bồng bột ví dụ như là nó để lại cái hậu quả không? Chẳng hạn như là có những lúc biết là chẳng nên nói ra cái câu đó với những người là mình phiền lòng chẳng hạn, đấy mình có thể nén cơn giận lại một chút, mình để từ hoặc nói, nhưng mà kiểu đôi khi là chị nói bột ra luôn, chị thấy là có phản ứng là nó không có hay lắm nên là chị... Về tình trường của chị thì như thế nào rồi, chị có phải mối tình hay là chị có đã kết hôn chưa? Chị chưa từng kết hôn. Nói thật ra thì chị cũng không có một cái mối tình nào cụ thể luôn, bởi vì chẳng hạn như hồi đi học đại học thì có bạn kiểu thích hơn tình bạn dưới tình yêu, rồi kiểu như cũng có những cái mối tình mà cảm thấy là cũng thích hơn tình bạn dưới tình yêu, nhưng mà thực tế thì chị chưa thực sự yêu ai cả. Lý do là bởi vì nhiều lúc chưa thấy hạnh phúc với cái công việc mà chị đang có, và với cả nếu thực tế ở Hà Nội á, nó không phải cái môi trường để chị phát triển, nên là lúc đấy chị cảm thấy chưa sẵn sàng, mặc dù là mẹ chị là nhà giáo và mẹ chị đã mang hai mẹ con một anh để giới thiệu, nhưng mà chị đã từ chối. Lý do vì sao chị đã bị từ chối? Chị thấy anh cũng rất là hiền lành và nhiều lúc không phải vì kiểu nhiều lúc hiền quá mà giống như là không phải nghe lời mẹ. Nghĩa là giống như là kiểu nghe lời mẹ quá thì chị thấy có rất nhiều trường hợp là gia đình giới thiệu xong cũng không hiểu đến đâu cả, vì nó không phải là xây dựng trên tình, dựa trên tình yêu. Cái đó cũng là làm ai rồi. Mà ví dụ như sao chị tham gia chương trình, tại vì ví dụ như ý chị là chị sẽ tìm hiểu này kia, còn với em cũng là may mà. Nhưng mà ý là tại vì chị thấy chương trình có nhiều ứng viên hơn mà có thể nó sẽ phù hợp với chị hơn, tại vì chị thấy chẳng hạn như bạn cấp ba của chị thì cũng có một người cũng được làm mai nhưng mà cũng chia tay và làm mẹ đơn thân, thì ý chị là kiểu chị thấy chương trình thì có nhiều đối tượng, nếu như mà phù hợp thì sẽ đi đến với nhau, còn nếu không phù hợp thì vẫn chỉ làm bạn, hoặc là các cô gái không bấm chuông nên đó thì hiện tại đang ở đâu vậy chị Mai? Chị đang ở bên New City Thủ Thiêm ở quận 2. Rồi thì sau cái mối tình mà mẹ chị làm mai ấy, cái cuộc mà mẹ chị làm mai như vậy, chị có tìm hiểu hơn ai không, hay là chị có quen ai nữa không? Sau đấy thì chị không tìm hiểu, tại vì chị kiểu như chị thấy bạn chị bỏ chồng ấy, rồi hai chị họ trên thì cũng bị bỏ chồng á, thực ra nhiều lúc là kiểu họ cũng bị đồng nghiệp nữ trong công ty dụ dỗ các thứ này nọ, thì chị cũng chán nên lúc đấy kiểu chị lao vào học tiếng Anh và chị đi dạy tiếng Anh, rồi chị tìm cách để thoát khỏi Hà Nội. Vậy là chị không quen ai hết luôn. Nghĩa là đúng không nhỉ? Vậy là từ xưa tới giờ là chị chưa nắm tay ai, chị chưa hôn ai luôn. Thực ra thì cũng có, thì chị cũng nói là kiểu trên tình bạn dưới tình yêu, nhưng mà chị cảm thấy là cái đó là ở trong Sài Gòn hay là ở ngoài Hà Nội? Ở ngoài Hà Nội á. Là chị cũng tìm hiểu. Là mấy mối rồi? Chị mình cụ thể giúp em là mình đã tìm hiểu mấy mối như thế đó. Nó cũng không phải là tìm hiểu đâu, nhiều lúc kiểu như nó gọi là crush ấy. Nghĩa là kiểu như là chị có cảm tình với người ta đúng không? Nghĩa là kiểu như vậy, nhưng mà sau cuối cùng chị thấy nhiều người người ta bảo chị là khó tính.
ở nhà chị cũng bảo chị là đứa khó tính. Chị cảm thấy chị khó tính không? Có. Khó tính ở mảng nào, mặt nào, như thế nào, cái gì cũng khó hay sao? Chẳng hạn như là đi chọn trái cây nha. Thì cái bà bán hàng trái cây và nói chị là khó tính hơn mẹ mày, vì là mẹ chỉ có thể lựa cái trái nào cho xong thôi. Chị sẽ là trái nào chị thấy ngon chị lựa. Nghĩa là không có người ta giới thiệu mấy anh đến, chẳng hạn chị thấy là mấy anh ấy người thì rất là khôn, thấy khéo quá, người thì đúng quá, người thì hiền quá. Kiểu vậy á, nên là em thấy là một, không biết sao nha, nhưng ở ví dụ một người nói thì mình, một hai người nói thì thôi, nhưng mà nhiều người nói quá thì mình sẽ coi lại mình ha. Đó, rất là khó tính nè. À, nhưng mà những cái mẫu người như vậy chị đến tìm hiểu chị mà chị không chịu, thì mẫu người của chị như thế nào thì chị nghĩ là sẽ phù hợp với chị? Chi tiết giúp em về ngoại hình, về tính cách thì ok. Ví dụ như tụi em cũng sẽ biết được là khi mà tụi em cũng có những cái câu hỏi, những cái trách nhiệm đi chẳng hạn, thì cũng phải biết về tính cách của anh đó như thế nào. Nhưng mà ví dụ như với chị đi, thì cái người đó cái như thế nào thì sẽ phù hợp với chị? Chị nghĩ là kiểu nhiều lúc hai đứa nói chuyện giống như là bạn trước ấy, nghĩa là kiểu xây dựng mối quan hệ giống như tình bạn. Ôi chứ không nè, tại vì nó chị đang, em không biết, nhưng mà nó đang bị lấp lửng á, tại vì người ta làm mai cho chị cũng phải làm bạn trước mà. Ý chị là, nhưng mà bởi vì là người ta dùng cưới luôn ấy, tức là kiểu cái bà mẹ đó đó, nên là làm cho chị cảm thấy kiểu nó hơi bị chơi chối. Vậy là người ta kiểu của người ta làm hai nó người ta ép cưới thì nên chị mới giải, đúng không? Còn như tụi em là có thời gian tìm hiểu cho chị nên chị cứ thoải mái tìm hiểu ha. Rồi cái chị rồi mình nói về mẫu người của chị giúp em đi, về ngoại hình, về tính cách, về công việc, về quê quán, về độ tuổi. Chị nghĩ là nếu mà là người Sài Gòn thì tốt, hoặc là sinh ra lớn lên ở Sài Gòn thì cũng hay. Đấy, chị muốn là kiểu sinh ra lớn lên hẳn ở Sài Gòn. Ví dụ và người ta không phải lớn lên ở Sài Gòn, có thể là ta trong quê người ta ở đâu, nhưng mà ta ở sân sau ở Sài Gòn được không? Quê hoặc quán không quan trọng, nhưng mà ta được sống tại Sài Gòn. Ê, nhưng mà chị đó. Không, nhưng mà nhưng mà nói chung cũng sẽ tùy từng người, có những người mà ở miền Trung bây giờ Thanh Hóa được hay không thôi, chứ bây giờ mà chị cứ cũng được thì sao mà em biết là nên chọn cái gì cho chị? Chị là xin cho em nói, nghĩa là hoặc là sống và làm việc ở Sài Gòn là được, nhưng mà đừng quê miền Trung với cả Thanh Hóa. Tránh quê miền Trung với Thanh Hóa. Rồi ok chị, rồi tiếp tục. Về ngoại hình của người ta như thế nào, độ tuổi làm sao? Ngoại hình thì chị nghĩ là kiểu trông cũng hiền, trông ưa nhìn là được. Nghĩa là ưa nhìn của chị nó khác ưa nhìn của em nè, nên mình miêu tả là chẳng hạn như là cặp cao bao nhiêu, nghĩa là kiểu cao cao, chị nghĩ kiểu như chị thì cũng thấp thôi, chỉ có 1m51-52 thì người đó chỉ cần 1m60-1m65 trở lên là được. Ok rồi. Có nghĩa là họ vẫn có sự nghiệp ổn định, trình độ thì chị nghĩ là trên đại, nghĩa là đại học trở lên, chứ không nghĩa là trình độ thì đại học trở lên. Còn có sự nghiệp là cái tuổi chị là mong muốn là anh đó sẽ làm công việc gì, mình cụ thể giúp em luôn, ở đây có hai chị em mình là không có gì phải ngại. Nhưng mà sự nghiệp thì chị nghĩ là thực ra làm công việc gì cũng được, nhưng mà nó sẽ là cố gắng, nó sẽ nghĩa là người ta cảm thấy là người ta muốn theo cái sự nghiệp đó, phát triển sự nghiệp đó. Nó có thể là họ kinh doanh, nó là bao nhiêu tiền, chị nghĩ là thu nhập thì trên 15 là được. Chị hiện tại là thu nhập bao nhiêu, trên 15 à?
Thu nhập của chị hiện tại trên 10. À chị Mai ơi, mình chị ơi, là... chị mở camera dạ. đi chị. Quên. Rồi, ok. Rồi những cái anh nào mà thuộc ngành nghề nào mà chị thích nhất? Bác sĩ, kỹ sư, cái gì đó. Chị thích những cái anh làm trong lĩnh vực nào để tụi em biết định hình. Rồi mẫu hình chị có thích ai không? Ví dụ như anh Quyền Linh, anh Bình Minh hay cái gì chẳng hạn. Nó sẽ có những cái người, mọi người sẽ có những mẫu khác nhau. Thì ví dụ cái mẫu người của chị nó như vậy. Thì ví dụ như em cũng tìm cái người đó nó cũng xém xém như vậy. Nó cũng tính cách như vậy hay như thế nào đó. Chị thích cái gì? Chị thích A, từ em hình dung ra được. Tại vì em là người mái mối với chị thì chị phải nói để em hình dung ra được người của chị như thế nào ha. Thì chị nghĩ là làm về kỹ thuật, kiểu như về công nghệ thông tin hoặc là quản lý dự án hoặc là kiểu kỹ sư, xây dựng một kiến trúc sư gì đó. Rồi ok, chị liên quan về kỹ thuật rồi. Về độ tuổi như thế nào? Nhỏ hơn tuổi hơn chị thì được không? Như thế nào? Được em, ý chị bổ sung thêm là tất nhiên ngoài công nghệ thông tin quản lý dự án thì cái ngành nghề về kinh tế như là ngân hàng, các công ty tài chính hoặc các thứ gì cũng được nha. Của công ty nước ngoài gì đó, công ty đa rồi, quốc gia. Okay. Chị nghĩ là từ kém chị 5 tuổi cũng được. Tại vì chị thấy thực ra bây giờ cũng nhiều bạn kém chị 5 tuổi nhưng các bạn ấy nói chuyện cũng rất là trưởng thành. Đấy là những người của bạn chị ạ, những cái hội độc thân ấy, bọn chị hay kể với nhau thế. Nên là chẳng hạn như mấy bạn chị thích bây giờ nhưng mà nhiều bạn kiểu như ra đời sớm ấy, các bạn cũng trưởng thành hơn bọn chị. Còn chị giống như kiểu ngày trước là mình nghĩ rằng con trai kém tuổi thì rất là con nít, mà thực ra thì bây giờ nhìn lại thấy là có vẻ như bọn mình phụ nữ dừng lại, còn đàn ông bắt đầu trưởng thành hơn, nói chuyện lanh hơn. Thì chính là kém sao, tại sao ở trong những cái mối quan hệ như vậy, ví dụ như là trong đồng nghiệp hoặc là trong những cái hội đó không, mình không tạo cho mình một cái mối quan hệ mà đến với chương trình? Tại vì chị cũng có giao lưu hơi bị nhiều đó. Không, đấy là kiểu như đội độc thân là toàn cái thôi. Còn cái môi trường đi làm cũng toàn nữ thôi, còn con trai thì có không hiểu. Nếu không thì đây. Tại ví dụ như là trẻ tuổi hơn, 5 tuổi hơn chị trở lên. Tại vì tuổi của chị năm nay 84 thì cũng lớn rồi. Đúng rồi. Nếu như mà em ghép với những cái anh mà đã ly dị thì được hay không ạ? Cũng được, nếu như chị nghĩ là nếu mà làm bạn phù hợp thì làm bạn trước. Bây giờ chị phải xác định là tụi em ghép đôi cho chị là để cho chị tìm hiểu và chị quen á thì ok, về làm bạn trước là cái đó là tùy mọi người, nhưng mà chị cũng phải xác định được là chị sẽ tiến đến hôn nhân cái gì đó chứ không phải là tới đây là tụi em chỉ làm bạn thôi đó. Thì chị nghĩ là lên sân khấu là chị, ví dụ như mà chị bấm nút chọn nhau là người ta sẽ hôn chị luôn đó, thì chị có đồng ý vào những cái này không? Ý chị là nếu như mà người ta chưa có vợ thì là tốt nhất, ý chị là như thế. Nhưng mà em đã nói ok, cái đó là tốt nhất. Option khác ví dụ như người ta ly dị, người ta ly dị mà con người ta là mẹ người ta nuôi thì ok không? Tại vì chị cũng biết rồi, cái lứa tuổi của chị, ví dụ chị sinh năm 84 thì những cái bạn nha, em nói thật, có thể là những cái bạn nam trẻ hơn chị thì nhiều bạn sẽ đòi hỏi là con để gái cũng là thấp tuổi hơn chứ không phải là đàn hơn. Đó là em chia sẻ thật sự. Dạ. Thì ok, thì đó, chị nói là tất nhiên nếu mà đã ly dị rồi nhưng mà đừng có đổ lỗi cho vợ thì được. Chưa không có lỗi cho vợ. Nhưng mà rồi, đang nuôi con được luôn không? Chị chăm được không? Chị nghĩ chắc khó. Nói chung là không nuôi con còn tốt hơn ha. Rồi ok chị. Mình còn cái gì nữa không? Hình mẫu gì của mình nữa không? Còn cái gì để yêu cầu chương trình không? Nếu như người đó có một chút hôn nhất thì tốt. Tốt đúng không? Trong cuộc sống cần một chút hài hước. Ok chị. Rồi. Thì buổi casting hôm nay thì đơn giản nó sẽ là những cái
tụi em sẽ ghi lại những cái thông tin này của chị thôi. Thì có gì nữa thì giờ bên ban tổ chức, nếu như mà chị được lòng vào ra điện thoại vui vẻ tươi cười là được nha. Chị giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì nha. Mình là Đỗ Thị Tuyết, mình ở Hải Phòng. Rồi chị Tuyết sinh năm bao nhiêu, công việc của mình là gì chị? Chị sinh năm 1975. Mình buôn bán nhỏ nhỏ mà, tư nhân đấy. Cụ thể là mình bán gì chị? Giày dép em mà, kiểu mình thuê quầy xong rồi mình buôn bán nhỏ nhỏ một chút thôi mà. Là chị ở Hải Phòng, nếu mà chương trình ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh chị có vào được không? Chắc cố gắng vào thôi. Là có thể báo trước chị bao lâu thì chị có thể sắp xếp vào được? Nói chung là báo trước khoảng một tuần đến chục ngày cũng được, hoặc tùy theo chương trình, mọi lần chương trình báo trước cho mọi người bao nhiêu lâu ạ? Thường là cũng khoảng thời gian đó đó chị, nhưng mà phải đợi có người phù hợp rồi thì chắc chắn thì chương trình mới báo mình ha. Rồi hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi, cho nên là chị chủ động chia sẻ thông tin cá nhân của mình giúp em nha. Đầu tiên là chị nói về bản thân mình trước đi, những cái điểm mạnh điểm yếu của mình như thế nào ha. Thì mình thật ra là nói chung là mình cũng là người vui vẻ hòa đồng và nói chung nhanh nhẹn, nhưng mà hơi vất vả một chút. Còn cái nhược điểm là có thể hơi nóng tính. Hơi nóng tính. Là trước giờ là chị đã từng lập gia đình chưa? Chị lập rồi. Chị chia sẻ về cuộc hôn nhân đó ha. Nói chung nó cũng buồn lắm. Mình lập gia đình năm 2013. Sinh một bé trai 2014. Đến nay là 9-10 tuổi gì đấy. Thì hiện tại là vợ chồng chia tay được 4-5 năm rồi. Mình với bé đang ở nhà ngoại. Lý do vì sao mình ly hôn chị? Thì thứ nhất là không hợp nhau, thứ hai là kiểu anh ấy cũng hơi rượu chè một chút ấy. Mình nói không được ấy, thì xong rồi nhiều cái bất đồng quan điểm ấy. Rồi ok, là từ đó tới giờ coi như là ly hôn 4-5 năm, thì chị có tìm hiểu ai khác không? 4-5 năm thì nói chung là cũng có một số người kiểu người ta cứ kiểu bạn bè anh chị em ấy cứ kiểu giới thiệu, hoặc là mình quen biết ấy, thì cũng có một số người, nhưng mà mình chỉ là bạn bè thôi, mình cũng chưa tìm hiểu được ai. Hay là do mình cao số không biết. Coi như là chưa, vẫn chưa có bước vào mối quan hệ chính thức nào kia với ai đúng không? Đúng rồi, chưa chính thức với ai. 4-5 năm nay là chị đăng ký tham gia chương trình, là mình thấy trên mạng đăng rồi mình đăng ký hay sao chị? Thì mình đến nhà người bạn ấy, kiểu cứ toàn đúng lúc vào cái chương trình ấy, thế là hai người xem, thế là cái hôm ấy làm sao mình bản lĩnh mình nói thế thôi, cứ để tự lấy số và tự đăng ký. Đăng ký xong lấy số một mấy hôm cơ, thế xong rồi cứ viết viết xong lại xóa, không biết là kiểu cảm giác mình lớn tuổi mà xong rồi mình lại tầm tuổi này mà lại như thế. Thế là cũng ngại. Mà trong chương trình cũng có rất là nhiều cặp đôi họ lớn tuổi, họ vẫn tham gia và họ vẫn tìm kiếm một nửa của mình mà, đâu có gì đâu ngại. Thì bây giờ chị Tuyết mong muốn là sẽ tìm một cái người như thế nào để phù hợp với mình ha, những cái tiêu chí. Mình mong muốn là một người nói chung là tức là quan tâm gia đình, chia sẻ rồi và cùng mình hỗ trợ kiểu trong công việc với tất cả cuộc sống hàng ngày đấy. Và có tiếng nói chung ấy. Rồi vậy thì là còn về ngoại hình, tuổi tác, vùng miền, người này có phải là bắt buộc là phải ở ngoài Hải Phòng không hay là như thế nào? Chị có quen xa được không? Nói chung không nhất thiết đâu, nói chung ở đâu cũng được, nhưng miễn là hợp là được. Có thể là chị có thể yêu xa được đúng không? Có đúng, thể đúng, theo dòng được đúng không? Đúng. Rồi. Vì thật ra là mình là một người cũng tự tin thì không phải tự tin, nhưng nói chung là cũng biết hiểu, cũng hiểu, chứ không nhất thiết phải ở gần hay ở xa, ở đâu miễn là hạnh phúc và hợp nhau. Mà con, nếu mà chị có chồng thì con sẽ đi theo chị luôn hay là ở gửi bên nhà ngoại? Thật ra ngoại thì còn mỗi bố thôi, mẹ mất lâu rồi.
Thế nên là nếu mà người người bạn kia mà hợp mà hiểu ý mình ấy, thì mình cũng chia sẻ từ đầu. Nếu mà cảm thấy nuôi được bé thì mình mang theo, còn không thì mình để nhờ 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 bố, và mình sẽ hỗ trợ về kinh tế để ông giúp, tại vì hiện tại ông ở một mình mà ông cũng già rồi. Dạ rồi. Chị còn yêu cầu gì đặc biệt ở người này nữa không? Về công việc này kia các thứ. Công việc thì nói chung là người đàn ông ổn định một chút, và có tức là đấy, có công việc ổn định, và nếu có nhà cửa thì càng tốt, tại vì hiện tại là mình cũng ở nhà ngoại, mình cũng ngoài này mình cũng chưa có nhà riêng ấy. 4 5 năm nay là chia tay, là mình và con về nhà ngoại, thế nên là tìm được một người mà có gia đình thì tốt, mà không có thì nói chung là cùng nhau. Dạ rồi, ok. Chị Tuyết còn muốn chia sẻ gì thêm không chị? Nói chung chia sẻ thì còn nhiều lắm, nhưng để thời gian cho các bạn khác, mới cả là thì đấy, nói qua qua thế để chương trình hiểu. Mình cũng Dạ rồi. Ok, lần thì hôm đầu nay lên chỉ chương là cái trình là buổi cũng hơi phỏng hơi vấn đầu run. tiên thôi. Phỏng vấn đầu tiên.